Chương 1 Nguồn Mê truyện audio com gối cháy Cháy rồi Chạy mau, sau một đêm ngắn ngủi, cả cô nhi viện ta ở đều hóa ra cho Chỉ vì bản tính ngủ như chết mà ta vô tình lên chầu trời Nhìn lại cái xác cháy đen, ta ngậm ngùi Mới chỉ có 18 tuổi mà ta đã phải lìa cõi đời rồi, ông trời thật là quá bất công, đi theo ta nào cô gái, một bóng dáng đen xì xì như cái xác của ta tiến lại gần và giơ đôi tay ra để ta nắm lấy. Cả thân thể ta từ từ lơ lửng trên không, cảm giác nhẹ nhàng, không hề có trọng lượng. Ta thật sự là đã chết rồi, tôi phải theo ông đi đâu, đi đầu thai, coi như ông trời còn thương ta, cho ta đầu thai lại làm người. Đang thở vào nhẹ nhõm thì từ xa, ta nhìn thấy một trận hắc phong cuộn tròn, giữa tâm là một lỗ đen sâu hung hút nó càng ngày càng tới gần như muốn nuốt chửng lấy ta, chạy mau, ta đi nhầm đường tới lỗ đen, cái gì? Dẫn tôi đi đầu thai của ông đó hả, ta đang định chạy ra xa thật nhanh nhưng quên mất là ta không có trọng lượng, cái tên dẫn ta đi đầu thai đã vụt tay ta mà bỏ chạy trước. Thành ra ta đang lơ lửng mà không biết làm sao để chạy thoát thân, ô ô, ta thật sự là đã quá xui xẻo rồi nha. Hắc phong đang cuồn cuộn tới gần, một làn sương đen bao nhũ quanh thân ta, xoay vòng, xoay vòng, hút ta đi sâu vào bên trong tâm của lỗ đen. Thế là xong, cuộc đời ta quả là tâm tối. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio com Hả? Tiểu thư Cô bé gọi ai vậy? Ta sao? Tóm lại là chuyện gì đang xảy ra, có ai có thể giải thích rõ không? Ông trời đang định chơi ta chắc, này cô bé, em là ai vậy, tiểu thư? Người không nhớ em sao? em là Vân Đình đây, Vân Đình. Ở cô nhi viện đâu có ai tên đó, người ta quen biết lại càng không có, tiểu thư. Em là đình nhi nha hoàng của tiểu thư đây mà, nha hoàng hay nha, khi không ta lại có nha hoàng. Ách, thế kỷ 21 còn có nha hoàng hả? Ta chỉ nhớ là có ô sinh thôi nha. Ta đang ở đâu vậy trời, này em, cho chị hỏi đây là đâu vậy, tiểu thư đang nói gì vậy? Đây là phủ của lão gia. Người là con gái của lão gia, người quên hết rồi sao, ha ha, ta điên rồi, ta thật sự điên rồi nha, cô bé này nói cái gì vậy, tiểu thư, người ở đây đợi, em đi mời thái y, nói rồi cô bé vội chạy đi, đây là Trung Quốc. Phong cách ăn mặc, nhà cửa, cách bày trí đều là của người Trung Quốc nhưng mà hoàn toàn không phải là của người Trung Quốc thế kỷ 21, xin lỗi nhé cô gái. Á, à, âm giọng này là của người dẫn đường, ông ở đâu vậy? mau dẫn ta đi đầu thai cô hoàng hồn vào thân xác này rồi ta làm sao dẫn cô đi được vậy ông còn tới đây làm gì nữa hừ hừ ta tới nói cho cô biết cô đã bị lỗ đen của không gian hút tới một thời không khác hồn cô vô tình nhập vào thân xác của một người sắp chết đang thoát hồn vì thế nên cô mới còn sống và không thể đầu thai được vậy tôi đang ở đâu trung quốc thời đường tôi nhập vào xác của ai tứ tiểu thư của tể tướng nam phụng nam ngự yên yên cô hát mi gốc ta còn đang kêu gào thì bóng dáng của tên dẫn đường đã mờ nhạt và biến mất chuyện quỷ quái như thế này sao lại xảy ra ở trên người ta chứ suy đi nghĩ lại nếu ta được đi đầu thai ngộ nhở lại trở thành cô nhi sống cuộc sống khó khăn ở cô nhi viện nữa thì còn bây giờ ta đang ở trong thân xác của một tiểu thư lại là con tể tướng, cuộc sống của ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Ha ha, ta phải cảm ơn ông trời rồi. Cuối cùng cũng hiểu lòng ta cho ta làm con tể tướng. Tiểu thư, Thái Y đã tới, cô bé tên Vân Đình dẫn theo một người đàn ông trung niên, thân người gầy ốm, tay đang sách một cái hộp. Đây là Thái Y thời cổ đại. Ông ta tới bắt mạch rồi mở mi mắt ta lên, cuối cùng hỏi ta, tiểu thư, người biết người là ai không, ta biết ta tên Nam Ngự Yên Yên, còn những cái khác như phụ thân, phụ mẫu, gia đình, các tỷ muội huynh đệ thì như thế nào, hoàn toàn không biết, có mấy ngón tay, hai ngón, có vẻ như tiểu thư đã bị mất trí nhớ, nhưng thần kinh vẫn bình thường, không bị biến thành kẻ thần trí mê loạn hay ngốc tử. Xin phép tiểu thư cho lão thần đi bẩm báo với tể tướng, nói rồi Vân Đình kêu gia nô hộ tống thái y ra ngoài, lão ấy bảo ta mất trí nhớ. Cứ cho là vậy đi. Vấn đề bây giờ là hỏi những gì chưa biết về thân thế của ta qua người thân thiết với thân xác này. Chương 3 Nguồn Mê truyện audio com Em tên Vân Đình hả? Ta nhẹ nhàng hỏi thăm cô bé. Trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc thì nha hoàng lúc nào cũng thân cận với chủ tử của mình. Có lẽ ta sẽ tìm được thêm thông tin về thân xác này. Dạ, em bao nhiêu tuổi? Đình Nhi 15 tuổi. Tiểu thư người thật sự quên hết rồi sao? ngay cả lão gia và phu nhân người cũng quên từ. Ta thật sự không biết gì cả. Chỉ nhớ mình tên Nam Ngự yên yện thôi, hu hu, nhị tiểu thư thật ác độc, hại tiểu thư thành ra thế này, gì, nhị tiểu thư. Càng ngày càng rắc rối nha, em theo hầu ta được bao nhiêu năm rồi, tiểu thư, đình nhi theo người từ nhỏ, vậy chắc em cũng hiểu rõ ta phần nào. Em có thể nói những gì em biết về ta không? Ta bày ra ánh mắt mong đợi nhìn thẳng vào Vân Đình, nhưng sự mong đợi đó suýt làm ta té ngửa sau khi nghe Vân Đình kể rõ đầu đuôi. Ta tên là Nam Ngự Yên Yên, 17 tuổi, là con gái của tể tướng Chu Quốc, Nam Phụng, mẫu thân là đới nhiên nhiên, cháu gái của hoàng đế đời trước, đã mất cách đây nửa năm. Ta có một ca ca và hai tỷ tỷ. Đại ca ta tên Nam Ngự Phong, nhị tỷ tên Nam Ngự Phiêu Phiêu, Nam tỷ tên nam ngự y y vì ta là con rơi nên từ nhỏ thường xuyên bị hai tỷ tỷ bắt nạt nhưng ca dám nói cho cha ta biết chỉ có đại ca thấy ta bị ức hiếp nên ra tay bảo vệ mấy hôm trước ta bị vị nhị tỷ lòng dạ độc ác đầy xuống hồ nước suýt chết đuối khi được cứu lên thì mê man bất tình hai ngày đêm khi tỉnh lại chính là ta đã nhập hồn vào nên hoàn toàn không nhớ gì về chuyện trước kia nữa ra là vậy ta thầm oán thang thân xác này cũng không may mắn giống ta ở thế kỷ 21 nhiều lần nhị tiểu thư và tam tiểu thư đố kỵ với vẻ đẹp của tiểu thư nên tìm cách hủy dung người nhưng may mắn có đại thiếu gia ngăn cản cho ta mượn. Cái gương, Vân Đình đỡ ta ngồi dậy rồi xoay người đi lấy gương đồng đặt trên bàn đem đến cho ta xem, thân ảnh ta từ từ hiện ra trong gương. Cái gì đây? Ma. Yêu quái. Ta suýt ngất. Trong gương là một cô gái có khuôn mặt trắng nhật đầy vẻ âm u, tóc dài bù xù rủ xuống vai, mái che khuất gần hết đôi mắt người đẹp đây hả? Mỹ nhân đây hả, tỉnh rồi à, cánh cửa phòng mở ra mang theo giọng nói mỉa mai của nữ nhân, có đến hai người, cả hai đều son phấn lòe loẹ loẹt khiến ta không nhận ra khuôn mặt thật, trang phục lại vô cùng sặc sỡ. Ai da, đừng nói đây là hai vị tỷ tỷ đáng kính của ta nha tại sao lại đi ghen ghét với nhan sắc tâm hồn của ta chứ, nghe nói ngươi mất trí, cô là ai, hai người kia nhìn nhau một cái rồi cười bẩn cực, mất trí thật hả, ta là nhị tỷ của ngươi, ta, à, nhờ ơn người này ta mới có thể nhập vào thân xác này nha, xin hỏi đến tìm ta có việc gì, cả hai lại trừng mắt, ngay cả Vân Đình cũng há hốc miệng. Gì vậy? Ta mới hỏi có một câu xã giao thôi mà, ngươi uống nhầm thuốc à, hôm nay còn dám cả gan nói chuyên với ta, ta sốc nha, ngươi là chị ta mà ta không được nói chuyện. Đang định trả lời thì một trận đau đớn ở đâu tập kích tới. Ta đau quặn người rồi hôn mê bất tỉnh, trước khi hôn mê ta nghe được tiếng nói cười chanh chua, tốt nhất là ngươi nên chết sớm đi. Chương 4 Nguồn Mê audio.com Khi ta tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, ta tiếp tục hỏi Vân Đình những vấn đề còn đang thắc mắc, ra nam ngự yên yên từ nhỏ là người sức khỏe yếu ớt lại sống nội tâm nên bị các vị tỷ tỷ ghét bỏ. Ta tuy là trẻ mồ côi nhưng từ nhỏ đã không sợ trời không sợ đất, thích đánh nhau với bọn con trai, không có việc gì mà ta không dám làm, trừ việc xấu. Nam ngự yên yên ngươi yên tâm, ta đã vào thân xác của ngươi rồi thì ta quyết sẽ không để bị ức hiếp. Còn một vấn đề nữa, Vân Đình bảo ta là một mỹ nhân như nhưng nhìn vào gương lại trông giống như xác chết là vì ta bị bệnh nặng, không ăn uống y nhi, thanh âm trầm trầm cô lãng vang lên bên tai ta, người mang giọng nói này tầm tuổi trung niên, tóc dài buộc cao, dáng vẻ phong trần hấp dẫn. Ai đây? Cha ta hay là đại ca? Không đúng, đại ca ta hình như mới 23 tuổi, người này nhìn thế nào cũng đã qua tứ tuần, con sao vậy? Không nhận ra ta ư, bẩm lão gia, thái y nói tiểu thư đã mất trí nhớ hắn có bẩm báo với ta rồi ngươi lui ra ngoài đi người này là cha ta tể tướng nam phụng trong truyền thuyết đây ư thật nhìn không ra ông ta đã có bốn đứa con nha người là cha ta kiên nhi phải gọi là phụ thân phụ thân ơi ta bị mất trí nhớ rồi đừng lo yên nhi ta nhất định sẽ lấy lại công bằng cho con hả ta đã sai người điều tra ra người hại con lại là Phiêu Nhi và Y Nhi, con bị ức hiếp từ bao giờ có nhớ không, từ khi Y Nhi còn nhỏ đã bị hai muội muội ức hiếp rồi, ta thật sự bị cuốn hút bởi người mang giọng nói này, vừa trong trẻo như nước hồ thu lại vừa trầm bổng như nhịp điệu của dây đàn, một thân bạch y tiếu sái tiến vào, dáng người thanh tú nhưng lại mang đầy khí phách của một bậc vương giả, nếu ta đoán không lầm, đây chính là vị đại ca luôn bảo vệ ta. Trong truyền thuyết, hai đại bốt đều có mặt ở đây nha, Phong Nhi, việc ở triều đã xử lý xong chưa chỉ còn một số việc nhỏ nhặt phụ thân không cần lo lắng người đó quả nhiên là đại ca của ta cuộc sống của ta sau này sung sướng hay cực khổ đều dựa vào hai đại bốt này nha tiền của ta đó chỗ dựa của ta đó ghi nhi ta nghe thái y vào triều bẩm báo rằng muội vừa tỉnh lại đã mất trí nhớ nên ta tới thăm có nhớ ra ta là ai không người là đại ca của ta hả Vân Đình có kể lại cho ta nghe ta có một đại ca và hai tỷ tỷ, ừ, yên nhi ngoan, muội mau nghỉ ngơi, ta có việc cần nói với phụ thân. Mai ta lại đến thăm muội, sau khi Vân Đình dìu ta nằm xuống thì hai đại bốt đã bước ra ngoài. Hay! Thôi kệ! Còn sống là may rồi, đánh một giấc rồi mọi việc tính sau. Chương 5 Nguồn Mê truyện audio.com, Phong Nhi, Việc ban nãy con nói là thật, chẳng lẽ phụ thân cho rằng ta nói dối người, từ trước tới giờ ta vẫn thấy cả ba tỷ muội đều yêu thương nhau, lẽ nào lại không phải như vậy, hừ, trước mặt phụ thân là như vậy, còn sau lưng lại bày trò ức hiếp tứ muội, nếu ta không ra tay bảo vệ có lẽ tứ muội đã mất mạng từ lâu, vì yên yên là con rơi của ta sao, không sai. Nhị và tam muội từ nhỏ đã ganh tị với tứ muội về nhan sắc và tình thương của phụ thân, vậy tại sao con không ganh tị với yên yên, thứ nhất ta là nam nhân, không thể ganh tị với nữ nhân về nhan sắc. Thứ hai, là vì ta hiểu rõ tứ muội từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương của mẫu thân, nương ta và hai muội muội lại không thích nàng nên phụ thân đã cố gắng bù đắp tình cảm cho nàng, chỉ có con là hiểu rõ sự tình. Để tránh lập lại chuyện này, Phong Nhi, con tuyển cho ta một hộ vệ giỏi nhất theo bảo vệ Yên Nhi, ta đã rõ, phụ thân, người cũng nên mau đi nghỉ ngơi, gọi Phiêu Nhi và Y Nhi tới đây sự việc lần này không thể bỏ qua. Ta phải trừng phạt cả hai đứa, vâng, tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ làm ta giật mình. Tỉnh giấc, nhìn lại, vẫn là trần nhà hôm qua, bàn gỗ hôm qua, chiếc trâm cài hôm qua. Ta không có nằm mơ, đây là sự thật. Ta đã trở thành nam ngự yên yên, khẽ cựa mình, không còn cảm giác đau đớn khắp cơ thể của ngày hôm qua, hồn ta đã hòa nhập được với thân xác này, tiểu thư đã tình rồi. Để Đình Nhi giúp người ngồi dậy, không cần đâu. Cứ để ta tự ngồi dậy, thân thể ta đã không còn đau nhức nhưng cảm giác quể oải, mệt mỏi vì hai ngày chưa ăn uống suýt làm ta ngã xuống đất. Vậy là mọi việc đều nhờ Đình Nhi làm hộ, sau khi cô bé dìu ta tới bàn ăn, bất kể đồ ăn nhiều hay ít, ngon hay dở, ta đều không bỏ qua, cảm giác đói bụng đã khống chế lý trí của ta rồi. Ta ăn ngấu nghiến, bất kể mọi người đang trợn tròn mắt mà nhìn ta chầm chầm, Hi Nhi sau khi tỉnh lại trở nên ăn khỏe quá nhỉ, âm thanh này thật quen thuộc nha, là đại ca của ta, Nam Ngự Phong Chương 6 Nguồn Mê truyện audio com Ánh sáng chiếu xuyên người hắn làm rạng lên một vẻ đẹp mờ ảo khó tả, những sợi tóc mai như đang nhảy múa lướt nhẹ qua hàng mi đen dài, đôi mắt dài hẹp quyến rũ mê người hiếp lại gợi lên ánh cười trong suốt, hắn là nam nhân thật hả? Ta chảy nước miếng nha, Mỹ Nam, Đại Bút, nếu như ta không nhập phải thân xác em hắn thì không chừng ta đã yêu hắn mất rồi, ha ha, còn muốn ăn gì nữa không, ta sai người làm cho muội ờ, um, um, ấy, đại ca à, ta không phải là heo, bao nhiêu đồ ăn này là đủ rồi, hắn đến ngay lúc ta vừa ăn no xong, nếu không thì ta còn lâu mới từ chối lời đề nghị hấp dẫn này, ực, ừ, ực, ta buông đổ xuống, một lần nữa lại nhìn hắn, ánh mắt đó vẫn đang mang ánh cười triều mến với ta, khụ, đại ca đến tìm ta có việc gì không, ta đến thăm. Muội. Nhân tiện có một vài việc muốn cho muội biết. Chúng ta ra ngự hoa viên nói chuyện được không? Được, ta dùng sức lấy tay chống vào mép bàn để đứng lên, vừa đẩy cái ghế ra đột nhiên trước mắt ta trở nên tối sầm, cảm giác choáng váng làm ta đứng không vững nên ngã nhào xuống đất. Trong lúc ta đang thống khổ chuẩn bị đón nhận cảm giác đau đớn thì đột nhiên có một bàn tay to rắn chắc giữ chặt lấy eo ta truyền theo làn nhiệt ấm, là hắn chạy tới đỡ ta, muội làm sao vậy? Không sao chứ, ta thuận thế ngã vào lòng của hắn khi không yêu được hắn thì ăn trộm một ít đậu hũ để bồi thường vậy quái chưa gì mà mặt hắn đã đỏ lên tới mang tai rồi cái gì đây nam nhân ngây thơ hiếm thấy nha xin lỗi ta hơi choáng đại ca có thể dìu ta ra ngoài được không ta làm bộ giả lả hắn không có từ chối lời đề nghị của ta tận tình dìu ta đi ra ngoài mặt hắn sắp đồng màu với quả cà chua rồi mà cái thân thể này cũng yếu ớt quá đi phải tẩm bổ thêm nhiều mới được hắn dìu ta đến một cái đình nhỏ trong đình có đặt sẵn bộ bàn ghế làm bằng đá gì ta không biết nhưng vừa đặt mông ngồi xuống đã truyền một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Xung quanh đình trồng đủ loại hoa đẹp rất bắt mắt. Từ đình nhìn ra có thể nhìn thấy cả một vùng thiên nhiên xanh mát. Nơi này quả thật rất tốt cho việc uống trà thi ca nha, đại ca muốn cho ta biết chuyện gì, hôm qua, nhị và tam muội đã bị cấm cung không cho ra ngoài nửa bước, lại còn không được ăn cơm, là phụ thân làm phải không, sao muội biết, là phụ thân nói sẽ lấy lại công bằng cho ta, ra vậy. Sau khi nghe ta nói việc muội bị nhị và tam muội ức hiếp từ nhỏ, phụ thân rất tức giận nên đã trừng phạt cả hai ưng, ừ, muội không có phản ứng gì sao? Theo đại ca thì ta nên có phản ứng gì bây giờ? Ta nghĩ muội sẽ bảo ta đến xin phụ thân tha thứ cho nhị và tam muội, sao ta lại phải làm như vậy chứ? Vì từ bé đến giờ, mỗi lần ta định nói cho phụ thân biết muội bị nhị và tam muội ức hiếp, muội đều năn nỉ, ngăn cản không cho ta nói, vậy á? À? chẳng lẽ ta nghĩ sai rồi sao, nếu là lúc trước, có lẽ ta sẽ làm như vậy, còn. Bây giờ, bây giờ thì ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Nếu nhân động đến ta thì đừng trách sao ta động lại nhân, ánh mắt hẹp của hắn nhìn ta chăm chú mang theo một tia nhạc nhiên, hừ, ta đâu phải là em gái nhu nhược yếu đuối của hắn. Hắn ngạc nhiên cũng phải thôi, yên nhi, xem ra sau khi bị mất trí nhớ ta thấy muội trở nên rất mạnh mẽ, dường như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy đại ca muốn ta giống lúc trước hay giống bây giờ ta thích con người muội bây giờ như vậy là được rồi huynh còn chuyện gì muốn nói với ta nữa không còn một chuyện ma y thiên y thuộc hạ có mặt ách ta choáng nha hắn mới vừa gọi tên là đã có hai bóng dáng một đen một trắng từ đâu bay tới quỳ trước mặt đó chính là khinh công trong truyền thuyết ta muốn học quá đi kiên nhi phụ thân sai ta tuyển hộ vệ cho muội đây là hai hộ vệ giỏi nhất trong số các hộ vệ được ta tuyển trong kinh thành qua hộ vệ hả là người theo bảo vệ ta phải không từ các ngươi lại đây đại nhân có gì dạy bảo đây là tứ tiểu thư của phủ tể tướng là chủ nhân của các ngươi sau này mọi mệnh lệnh của nàng các ngươi đều phải nghe theo thuộc hạ tham kiến tứ tiểu thư hò ha ha gọi là yên yên được rồi nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ chủ nhân của mình thật tốt không được để ai chạm đến nàng dù chỉ là một sợi tóc nhất là nhị và tam tiểu thư, nếu để có việc gì xảy ra, ta khó lòng giữ mạng của các ngươi. Đã nghe rõ chưa? Thuộc hạ đã rõ, yên nhi, bây giờ ta phải vào triều, muội cứ an tâm ở đây tịnh dưỡng, có Ma y và Thiên y bảo vệ, không ai dám làm hại muội đâu, ta đã biết, ta đi đây, không cần tiễn, nói rồi hắn chậm rãi rời đi đến khi không còn thấy bóng dáng của hắn đâu nữa ta mới quay đầu lại hơ cả hai tên hộ vệ hắn tuyển cho ta vẫn còn quỳ trên mặt đất làm vậy ta sẽ bị tổn thọ nha cả hai người đều đứng lên đi quỳ như vậy không mỏi chân à thuộc hạ đã quen trời ạ à, có ai tự tin đến mức nói câu quỳ đã quen như vậy không khẳng định chỉ có mấy tên hộ vệ này với mấy tên học sinh bị phạt quỳ mỗi ngày thôi có nhớ mọi mệnh lệnh của ta các ngươi đều phải nghe theo không hả các ngươi dám cãi lời ta à cả hai người liếc nhau một cái lại quay sang nhìn ta ái ngại rồi mới dám đứng lên cảm giác làm bốt quả thật không tệ nha hai tên hộ vệ này cũng biết nghe lời rồi ta lôi ấm trà cùng ba cái chén ra rót cho mỗi người một chén ngồi xuống uống trà đi chủ nhân làm như vậy e không được hay cho lắm thuộc hạ không dám làm càng, rốt cuộc là các ngươi có uống không hả, ta đâu có bỏ thuốc độc vào trà mà không dám uống, ta phải giả vờ giận dữ cả hai mới chịu ngồi vào bàn, mệt thật, bọn này học ở đâu ra cái tư tưởng quá dị như thế không biết, các ngươi làm gì mà ngồi như bức tượng vậy, mau uống trà đi. Để nguội rồi kìa, chủ nhân, xin thất lễ, các ngươi cứ cư xử với ta như bằng hữu. Không cần phải kính cẩn như vậy, chủ nhân, nếu ngự phong đại nhân biết được thuộc hạ e sẽ khó sống các ngươi nghe lệnh của ai đại ca ta không có quyền giết các ngươi đừng lo lắng tạ ơn chủ nhân đã coi trọng các ngươi ngước mặt lên đi nói cho ta biết trong hai người ai là thiên y ai là ma y làm gì vậy sợ ngước mặt lên ta sẽ đấm vào mặt các ngươi à bọn này quả nhiên mang tư tưởng của quái nhân nói mãi mới chịu ngước mặt lên nói chuyện với ta gặn hỏi một hồi ta mới biết được nam tử y phục màu đen tên Ma Y, là một trong những cao thủ võ lâm hàng đầu, sở trường là chế thuốc độc, vì có đeo khăn che mặt nên ta không nhìn rõ nhan sắc của hắn, đến khi ta ra sức tự tay giật khăn che trên mặt hắn mới phát hiện, đây cư nhiên là một Mỹ Nam, Ma Y có đôi môi rất đẹp, chỉ tiết bên thái dương của hắn có lưu lại một vết sẹo dài trông rất mất thẩm mỹ, người còn lại vận y phục trắng tên là Thiên Y, cũng là cao thủ nhưng sở trường của hắn lại ngược với ma. Y, chế thuốc giải dược, khuôn mặt thiên y có ba dấu chấm đỏ dưới mi mắt phải làm tăng sự sắc sảo cho đôi mắt ước biết nói của hắn. Cả hai tên này từ trên xuống dưới vô cùng trái ngược nhau, một người đen, một người trắng, một người chết thuốc độc, một người chế thuốc giải, đại ca ta chọn hộ vệ tài thật. Nói chuyện một hồi ta cảm thấy buồn ngủ nên gọi Vân Đình đến đưa ta về phòng hai tên hộ vệ thoát một cái biến đi nhanh như gió bây giờ thì không cần lo lắng hai bà chị kia tới tìm ta gây chuyện nữa quan trọng bây giờ là lo hồi phục sức khỏe từ cái thân xác yếu ớt gió thổi là bay này chương 7 nguồn mê truyện audio com đã ba ngày trôi qua nhờ tích cực uống dược cộng thêm an toàn những món đại bổ nên sức khỏe của ta hồi phục rất mau chóng dược của thiên y đưa cho ta quả nhiên vô cùng công hiệu chưa đầy hai ngày ta đã có thể đi lại bình thường giải quyết xong vấn đề sức khỏe ta bắt đầu nổi lên hứng thú tham quan nơi này ta viện lý do mất trí nhớ không rõ đường đi bất đắc dĩ gọi vân đình làm hướng dẫn viên du lịch cho ta nơi ta đang ở là một biệt viện nằm trong phủ tể tướng bên ngoài phủ là kinh thành phồn hoa gắn liền với triều đình chu quốc biệt viện này không lớn cũng không nhỏ nhưng rất trang nhã thực vật ở đây cũng khá phong phú đa số là hoa và thảo dược ban đầu ta tưởng thảo dược là có dại nhưng đình bảo đó là thảo dược quý hiếm, vì sức khỏe ta yếu nên đại ca ta mang thảo dược về trồng, tiện cho việc chữa bệnh. Ngoài nhà ở chính của ta ra còn có ba đình nhỏ để nghỉ chân, một hồ nước có hòn non bộ và suối nhân tạo thông với ngự hoa viên, còn lại là vườn trúc dày đặc xanh tươi. Phong cảnh rất thanh tịnh, quả nhiên hợp với người sống nội tâm như nam ngự yên yên. Nhưng mà bây giờ thì khác rồi, ta không phải ngươi, ta chấm ch ính là nam ngự yên yên hiện tại, không sợ trời không sợ đất. Phong cảnh như thế này có nước làm người ta buồn chết thôi, phải sửa đổi lại mới được. Ta bước đến hồ nước, ô, nước rất mát, còn có cá chép, rất nhiều cá chép. Bất chợt ta để ý đến bóng dáng của mình đang phản xạ từ dưới nước lên, hớ, ta suýt té lộn nhào dưới nước, trong đầu ta không ngừng vang lên chữ hồn ma, hồn ma. Mấy ngày nay ta chỉ lo việc ăn uống tẩm bổ mà không hề soi gương, ta lại không cho vân đình giúp đỡ ta vệ sinh cá nhân thảo nào các nha hoàng nhìn thấy ta cứ như gặp phải ma bộ tóc lòa xòa che phủ gương mặt của ta rất đáng đạt giải oscar về phim kinh di trông thật trợn người ta vội đi đến cái đình gần nhất rồi quay sang bảo vân đình gọi nha hoàng lấy gương đồng tới mấy ngày nay ta cứ để như vậy mà đi khắp nơi quả thật rất mất hình tượng hu hu tiểu thư gương đồng đây ạ à. đặt xuống bàn giúp ta đi khẽ túng mớ tóc mái sang một bên Ta lấy hết can đảm nhìn thẳng vào trong gương. Ố! Ta lấy tay sờ mặt, nhéo một cái. Ái, không phải mơ, người trong gương, là ta hả? Là ta sao? Lẽ nào chỉ túng tóc mái sang một bên là ta từ hồn ma thành một mỹ nhân? Thân xác này, có khuôn mặt đẹp quá, phải nói là tuyệt đẹp. Ta choáng, ta choáng, ta choáng choáng choáng, ngũ quan nhìn thế nào cũng không tìm ra được một khuyết điểm, dù chỉ là nhỏ nhất mọi thứ đều bình thường, nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt này lại trở nên hoàn mỹ một cách kỳ lạ, mắt phượng mày ngài là đây sao, đôi mày mang độ công tuyệt hảo gắn liền với đôi phượng mâu kéo dài quyến rũ nhưng lại mang ánh mắt vô cùng trong sáng. Sự trái ngược này đem đến một cảm giác đặc biệt vô cùng khó tả. Hàng mi dài công vút khẽ rung, cánh mũi nhỏ nhắn hoàn hảo, làn môi mang màu hoa đào mới nở hơi vểnh lên như tự tiếu phi tiếu. Nàng đẹp giống tranh vẽ, như một bức tượng sống động của nhà điêu khắc thiên tài. Nếu ở thế kỷ 21, ta cam đoan nàng sẽ là minh tinh, là siêu mẫu, là một đại siêu cấp mỹ nhân người người chảy nước miếng. Mỹ nhân Ta thành mỹ nhân rồi đó nha, hắc hắc, ông trời không những ban cho ta sự phú quý mà còn tặng luôn cho ta cả sắc đẹp mỹ miều. Nam ngự yên yên, ngươi vì hai bà chị của mình mà bỏ rơi nhan sắc tuyệt hảo này, còn ta thì không như vậy đâu, ta sẽ xài nó dùng ngươi, Ta sẽ biến ngươi thành đại mỹ nhân lưu danh thiên hạ, ha ha ha, Vân Đình, bình thường ai cắt tóc cho ta, tiểu thư, từ nhỏ tới giờ nô tỳ chưa từng thấy người cắt tóc lần nào, ách, thật hả, Vân ạ, à, nhìn vào độ dài của tóc tiểu thư là biết rõ rồi, rất dài và rất đẹp, ô, quả thật là rất dài. Nhưng mà hơi bất tiện. Em đem kéo tới đây cho ta, tiểu thư, người định cắt tóc sao? Nếu thấy bất tiện thì để em giúp người búi tóc lên. Trước giờ người vẫn làm như vậy mà, em biết búi tóc hả? Từ nhỏ tới giờ, Đình Nhi là người làm tóc và trang điểm cho tiểu thư mà, tiểu thư quên hết rồi sao? Ta bị mất trí thì làm sao nhớ được mấy việc đó chứ, Đình Nhi thất lễ, mong tiểu thư bỏ qua. Không sao, vậy em mau giúp ta làm tóc đi, thân xác này có bộ tóc rất dài, lại còn dày nữa, làm việc với nó vô cùng khó khăn, bằng chứng là đợi Đình Nhi làm tóc xong ta đã tranh thủ ngủ gục được khoảng 2 tiếng. Khi tỉnh dậy, tóc đã được búi cao thành nhiều tầng, chừa lại một phần tóc mỏng bên dưới để xỏa ra. Bên trái được gắn thêm chiếc trâm cài mỏng hình quạt. Tóc mái cũng được tém sang một bên để lộ hoàn toàn khuôn mặt vừa quến rũ vừa khả ái, đúng là một sự trái ngược hoàn mỹ. Làm tóc xong thì ta cảm thấy có chút đói bụng nên quyết định quay về nhà chính để ăn cơm, nhưng điều ta không ngờ là vừa bước vào cửa chính lại đụng ngay hai khuôn mặt đầy căm vẫn đang nghiến răng, trừng mắt nhìn ta, nam ngự yên yên, người khá lắm dám đem chuyện đó mách lẻo với phụ thân làm bọn ta bị nhốt trong biệt viện lại còn không được ăn cơm cô hình như không phải do ta nói mà là do chính phụ thân đích thân sai người điều tra có bất mãn gì thì đến tìm phụ thân mà tính sổ ngươi ngươi nói láo không tin thì các ngươi cứ đến hỏi phụ thân chẳng những như thế mà phụ thân còn bảo sẽ lấy lại công bằng cho ta tốt nhất là các ngươi nên cẩn thận đừng có ngu ngốc mà đến tìm ta để ức hiếp tiện nhân hôm nay ngươi còn dám cả gan lên mặt nói chuyện với tỷ tỷ ngươi bằng cái giọng đó à, phải chăng là ngươi muốn tìm cái chết, nếu ngươi có đủ can đảm để giết ta thì xin mời. Cho ngươi biết, ta không phải là nam ngự yên yên ngu ngốc, nhu nhược lúc trước để mặt các ngươi tùy ý hành hạ ức hiếp. Ta bây giờ đã khác xưa rồi, khá lắm. Để ta xem sau khi mất trí nhớ lá gan ngươi to tới đâu, trong chớp mắt, hai bóng dáng một đen một trắng từ đâu bay tới rút kiếm trắng ngang đường của nam ngự phiêu phiêu, một thứ ánh sáng chết chóc từ thanh kiếm toát ra đủ làm cho người ta run sợ, dựng tóc gáy. Đúng là hộ vệ chuyên nghiệp, luôn xuất hiện trong những tình huống gây cấn. Còn bình thường thì có tìm mỏi mắt cũng không thấy xuất hiện. Nam ngự phiêu phiêu khẳng định là đang sợ mất mật nhưng vẫn làm ra vẻ không có gì. Các ngươi là ai, dám chắn ngang đường đi của ta, có phải là muốn mất đầu không hả? Hai vị tiểu thư, ngự phong đại nhân có lệnh không được phép cho ai tổn hại đến yên yên chủ tử nếu không, xin đừng trách bọn thuộc hạ thất lễ, đại ca. Các ngươi rốt cuộc là ai, là hộ vệ mà phụ thân sai đại ca tuyển cho ta, cái gì, thế nào? Tiếc thật. Ta đang chờ xem hai vị tỷ tỷ đáng kính sẽ dạy bảo ta như thế nào, nhưng mà hình như người đang bị dạy bảo không phải là ta, ngươi, tốt nhất là các ngươi nên biết điều một chút đi. Dám ức hiếp ta ta sẽ trả lại các ngươi gấp 10 lần, khốn kiếp. Nam ngự yên yên, ngươi chờ xem. Ta sẽ làm cho ngươi hối hận về hành động ngày hôm nay, ta, à, ta sẽ chờ xem ai mới là người hối hận. Ta đang đói bụng, không rảnh tiếp những vị khách không mời mà tới. Ma y, thiên y, tiễn khách. Chương 8. Nguồn. Mê truyện audio.com. Tèn ten, nam chính lên sàn, từ 100 năm nay, đất nước tứ phân theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. phía đông là chu quốc giỏi về chế tạo vũ khí phía nam là ngôn quốc giàu có trù phú, phía tây là ngọc quốc hiếu chiến, còn lại phía bắc là kim quốc nổi tiếng cảnh đẹp như tiên. Cả bốn quốc gia đều có hoàng đế đứng đầu trị vì. Hoàng đế Chu Quốc là quốc hoa mộ lan, hoàng đế ngôn quốc là thượng quan cách, hoàng đế ngọc quốc là hạ tu lý phong, hoàng đế kim quốc là bạch phong vân. Hiện nay, ngọc quốc là nước lớn mạnh nhất, đồng thời từ đó mà bắt đầu nuôi giả tâm thống nhất tứ quốc. Hạ Tu Lý Phong là người đa đoan, nhiều quỷ kế, hắn âm thầm nuôi binh dưỡng tướng chờ thời cơ đánh chiếm ngôn quốc, lấy sự giàu có của ngôn quốc làm bước đà thống nhất các nước còn lại, tại ngôn quốc, phủ nhị vương gia, vương gia, hoàng thượng có lệnh, hạ. Chỉ mời người vào cung, hoàng thượng hạ chỉ khi nào, thưa, vừa mới lúc nãy, Lý Công Công hiện đang chờ người ngoài sảnh, được rồi, người lui ra ngoài chuẩn bị xe ngựa đi. Nô tài cáo lui, gia nô cúi đầu tạ ơn rồi cung kính bước ra ngoài, trong thư phòng nam tử chậm rãi buông sách xuống, hàng mi dài khép hờ như đang suy nghĩ xa xăm, những lọn tóc bạch kim thi nhau chảy xuống vai trang hòa với nắng vàng ban mai làm mái tóc của hắn thêm phần rực rỡ. Ở ngôn quốc, tóc vàng và bạch kim chính là biểu tượng đặc trưng cho dòng máu hoàng tộc, ngoài vua ra, chỉ có những người mang thân phận cao quý chung dòng máu với vua mới có được một trong hai màu tóc này, hắn chính là một trong số những người mang chung dòng máu với vua.nhị vương gia ngôn quốc, thượng quan tán lý. Hắn vẫn ngồi trong thư phòng, hướng đầu ra cửa sổ mi mắt vẫn khép một thân bạch y đồng với màu tóc trông thật thuần khiết không hề nhún nửa hạt bụi trần giống như được chắt lọc từ những gì tinh túy nhất của đất trời hòa quyện vào khí phách tồn tại trên người hắn vương gia xe ngựa đã được chuẩn bị xong hiện đang đợi ở ngoài cửa vương phủ ta đã biết khẽ xoay người đứng lên những lọn tóc lại thi nhau trượt xuống bộ ngực siêu gợi cảm mà tất cả nữ nhân nhìn vào đều chảy máu mũi mang khuôn mặt thuần khiết của tiên nhân nhưng bất quá, tính cách của hắn lại trái ngược hoàn toàn, hoàng cung ngôn quốc, hắn ung dung tiêu sái bước vào, mọi người đều cúi đầu không dám nhúc nhích, hoàng thượng đang ở đâu, thưa vương gia, hoàng thượng đang chờ người ở ngự thư phòng, nô tài mạng phép được đưa người đến đó, không cần, tự ta đi được rồi, hắn phất tay áo đuổi tên thái giám rồi tự mình sử dụng kinh công bay thẳng đến ngự thư phòng, nơi vua đọc sách, trong phòng, một nam tử tóc vàng trạc 26 tuổi. Đang thong thả uống trà, bàn tay thon dài ôm lấy tách trà nhẹ nhàng đưa lên mũi thưởng thức, phong cách tao nhã cao quý, trà thơm, hoàng thượng nam tử khẽ mỉm cười, ung dung đặt tách trà xuống mà không hề phát ra tiếng động, "Vào đi, thần đệ tham kiến hoàng thượng, ở đây chỉ có ta và nhị đệ, không cần phải đa lễ như vậy." Đa tạ hoàng thượng, hoàng đế thượng quan cách của ngôn quốc nổi tiếng hào hoa phong nhã, làm việc luôn dựa vào lý trí, sáng suốt tinh thông, võ công lại vô cùng phi phàm. Đáng tiếc lại chưa từng động tâm với nữ nhân, hắn tự nhận nữ nhân trên đời này chỉ là công cụ làm ấm giường, có biết hôm nay ta hạ chỉ mời đệ vào cung nhằm mục đích gì không, nếu ta đoán không lầm thì lại là chuyện về Ngọc Quốc, để nói đúng một nửa. Hạ Tu Lý Phong quả nhiên đang gây sức ép bắt Chu Quốc bán vũ khí cho hắn. Nếu việc này thành công thì nguy to, bởi vũ khí của Chu Quốc nổi tiếng bền chắc, độ sát thương lại vô cùng cao, xưa nay chưa từng có nước nào địch lại, vậy một nửa còn lại, vì vậy chúng ta phải nhanh chóng liên kết với chu quốc lần nữa bởi ta biết hoàng đế chu quốc không ưa gì ngọc quốc hiếu chiến lại càng không ưa sự âm hiểm xảo trá của hạ tu lý phong nếu có thêm được sự liên kết về vũ khí ngọc quốc tạm thời sẽ không dám đụng đến ngôn quốc liên kết bằng cách nào việc này phải nhờ tới đệ thôi nhờ tới ta theo như điều tra Việc chế tạo vũ khí không nằm trong tay hoàng đế Chu Quốc mà lại nằm trong tay tể tướng, chính là tể tướng Chu Quốc, nam phụng danh chấn thiên hạ một thời, đúng vậy. Ông ta có một người con trai và ba người con gái, hoàng thượng muốn ta cầu thân, hỏi cưới con gái ông ta, không sai, ông ta có ba đứa con gái, hoàng thượng muốn ta hỏi cưới ai, theo thông tin mà gián dịp của ta cung cấp. Tể tướng Nam Phụng rất yêu thương người con gái thứ tư của mình, nàng ta tên gì, Nam Ngự Yên Yên, hừ, thế nào? đệ không thích bị ép hôn lệnh của hoàng thượng ta nào dám vậy được rồi ta đã gửi thư nhờ sứ giả mang đến cho hoàng đế chu quốc nếu nhận được hồi âm đồng ý ta sẽ ban thánh chỉ sai đệ sang chu quốc cầu hôn thần đệ xin lĩnh mệnh đã trễ rồi đệ về trước đi ta còn một số công việc không tiễn đệ được xin cáo từ trên đường trở về hắn không ngừng suy nghĩ xưa nay hoàng thượng làm việc đều có mục đích hắn và hoàng thượng lại luôn xem nhau như bằng hữu mọi việc hắn đều nghe theo sắp xếp của hoàng thượng, tuy hắn không muốn lập phi nhưng nếu cải lệnh hoàng đế ác sẽ không có kết quả tốt, thanh long, thuộc hạ có mặt, sang chu quốc điều tra người con gái thứ tư của tể tướng Nam Phụng, Nam Ngự Yên Yên. Chương 9 Nguồn Mê truyện audio com Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã qua hai tuần ta sống trong cuộc sống tiểu thư tươi đẹp. Hai vị tỷ tỷ kính yêu của ta cũng thường đến hỏi thăm sức khỏe nhưng đều bị ma y, thiên y đuổi cổ ra khỏi viện. Sau nhiều lần bị làm phiền, ta quyết định học võ công của người cổ đại để phòng thân. Người ta bái làm sư phụ không ai khác chính là đại ca đẹp trai của ta cộng thêm thiên y, ma y, ta rất muốn học kinh công bay qua bay lại như trong mấy bộ phim kiếm hiệp Trung Quốc nhưng rất tiếc là đại ca bảo ta không có nội lực. Muốn học kinh công trước tiên phải luyện nội công nhưng ta, làm biến, lại không muốn thân thể xinh đẹp này bị bầm dập nên tạm gác lại, ước mơ, bay qua bay lại mà truyền sang học mấy chiêu võ đơn giản của đại ca. Ma y thì tận tình dạy ta chế độc dược nhưng ta luôn làm độc dược bay mùi rất thủng, vậy là một ước mơ, nửa tạm thời bị gác lại. Cuối cùng là thiên y, ta có thể học theo hắn chế giải dược nhưng lại không có ai có đủ can đảm để uống thử. Thế là xong, cả ba chuyện ta đều không làm được. Vẫn là ăn, ngủ, chơi đùa thì hơn. Ta nguyện sống cuộc sống như vậy tới cuối đời, hắc hắc, tiểu thư, người ở đâu, gì vậy, phù, tiểu thư ở đây mà làm đình nhi tìm bỡ hơi tai, tìm ta làm gì, tiểu thư mau về, lão gia đang muốn gặp người, gặp ta. Để làm gì chứ, đình nhi không biết, nhưng hình như có chuyện gì đó rất quan trọng. Lão gia bảo em phải gọi tiểu thư về cho bằng được, phụ thân ta đang ở đâu, thưa, đang ở nhà chính chờ người, đây gia, phụ thân tìm ta không đúng lúc gì cả, vừa định làm cái võng đánh một giấc thì đã bị gọi rồi, tiểu thư, nhanh lên một chút, được rồi, ta biết rồi, tiểu thư, đình nhi xem sắc mặt của lão gia không được tốt cho lắm. Nhất định là có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn, ách, chuyện gì mà đích thân ông ta phải tới đây? Như vậy có thể khẳng định việc này không ít cũng nhiều là có liên quan đến ta. Nghe Vân Đình hối thúc ta cũng nhanh chóng ba chân bốn cẳng hướng phủ chính chạy tới ê phụ thân của ta kia rồi sắc mặt ông ta quả nhiên không được tốt nhìn cách ông ta uống trà vội vàng chẳng khác gì uống nước ta đoán chuyện này có vẻ rất lớn phụ thân người tìm yên nhi yên nhi đó à dạ con mau ngồi xuống đi phụ thân người cho vân đình tìm ta có chuyện gì không ta sao ạ à, phụ thân làm sao vậy người có chuyện gì thì mau nói đi yên nhi con nghĩ gì nếu phụ thân đem con gả đi, ý người là lấy chồng đó hả, ừ, lấy chồng, phục, phụ thân nói gì vậy, bao nhiêu trà ta cố gắng ngốn trong miệng đều phun ra hết. Má ơi, ông ta nói cái gì vậy? Ta mới có 18 tuổi, thân xác này lại chỉ mới 17. Điên rồi, điên rồi, ông ta điên rồi, yên nhi, hoàng thượng gọi ta vào cung rồi nói với ta rằng nhị vương gia ngôn quốc có ý định cầu hôn con, cái gì? Hắn là ai? Tại sao lại cầu hôn ta? OMG, tên Nhị Vương gia nào điên vậy? Từ nhỏ thân xác này chỉ sống lủi thủi ở đây thì làm sao quen biết Nhị Vương gia tận bên ngôn quốc? Thêm nữa lại chính hoàng thượng nói cho phụ thân ta biết, chuyện này rất rất lớn rồi nha. Lão gia ai đó, nô tài là Tiểu Đức chẳng phải bảo ngươi ở ngoài chờ ta sao, nhưng lão gia, hoàng thượng vừa sai người đến phủ Tể tướng mời tứ tiểu thư vào cung, cái gì? Khi nào vào? Ngay bây giờ ạ, à, được rồi ngươi lui ra ngoài trước đi phụ thân chuyện này rốt cuộc là sao ta không ngờ hoàng thượng lại chủ động ra tay trước yên nhi mau chuẩn bị vào cung phụ thân đi cùng con nhưng mà làm ơn cho ta biết là đã xảy ra chuyện gì chu quốc chúng ta và ngọc quốc có ý định liên kết hoàng thượng hỗ trợ vũ khí cho ngôn quốc đổi lại ngôn quốc sẽ hỗ trợ kinh phí cống nạp châu báu cho chu quốc vậy thì có liên quan gì tới ta chứ yên nhi người nắm giữ công thức bí quyết chế tạo vũ khí chính là phụ thân, ta chết trân, chỉ có phim ảnh mới có mấy cái chuyện vớ vẩn như thế này thôi phải không? Trời ơi, ta ước gì đây chỉ là đang đóng phim, hu hu, có phải là ông trời thấy ta ăn no sung sướng nên cố tình bắt ta lao động khổ sai để trả thù? Tên hoàng thượng khốn kiếp xem ta như vật hy sinh cho sự liên kết. Ta nghe theo lời phụ thân vội vàng thay đổi sim y rồi leo lên xe ngựa thẳng tiến vào hoàng cung, ta lên đường đi gặp tên hoàng thượng rắm thối tự tiện gã ta cho người khác vì phủ tể tướng ở kinh thành nên đường tới hoàng cung không xa xôi mấy khoảng một tiếng là đã tới nơi tên thái giám ẻo lã bảo hoàng thượng đang chờ ta ở ngự hoa viên hắn chỉ muốn gặp riêng ta nên phụ thân đáng thương của ta đành đứng chờ ở đại sảnh nói rồi tên ái nam ái nữ dẫn ta đi vòng vèo qua rất nhiều ngôi nhà to lớn qua mấy cái hồ nước rồi tới mấy cài cầu ta mới tới được ngự hoa viên hoàng cung quả nhiên rất to lớn tới nơi này rồi mới biết biệt viện của ta chỉ như cái lỗ mũi mà thôi, nam ngự yên yên cô nương, đã tới nơi, hoàng thượng đang ngự ở đằng kia, cờ, ta không nhanh không chậm bước tới hướng nam tử đang ngồi trong đình, hoặc nhìn trong vóc người hắn có vẻ rất mạnh mẽ cường tráng, tuổi tác chỉ khoảng 24,25 tuổi. Hắn quay sang nhìn ta, ngươi là hoàng thượng hả? Vô lễ. Ngươi không hành lễ với hoàng thượng lại còn tự tiện, tiểu la tử lui xuống, nam tử nhìn ta một cái rồi quay sang bảo tên thái giám chết bầm kia lui xuống. Ta quên mất đây là cổ đại, hoàng thượng là lớn nhất, Hên là lúc nãy ta không hắn, nếu không cái đầu yêu dấu của ta rớt xuống đất từ nãy giờ rồi. Phù, mời cô nương ngồi gồ, cảm ơn, trời ơi có ai chụp hình hay quay phim ở đây không? Ta đang nói chuyện với hoàng thượng, với siêu cấp đại bốt đầy quyền lực đó nha. Hắn có giọng nói cực kỳ quyến rũ, trên người lại toát ra khí thế của bậc vua chúa oai hùng khuôn mặt cũng rất điển trai một đôi mắt biết nói cánh mũi nhỏ nhắn thẳng cao đôi môi mỏng cuốn hút rất mang rất nam tính sao cô nương không nói chuyện ta nô tỳ tham kiến hoàng thượng trước hết vỗ mông ngựa để thoát chết trước rồi tính sau tự ái không quan trọng bằng tính mạng không cần đa lễ nô tỳ vừa rồi vô cùng thất lễ mong hoàng thượng tha tội ta bày ra bộ mặt đưa đám hạ giọng mềm yếu nói chuyện với Hắn, cầu trời không bị xử trảm. Trẫm không phải là hôn quân, không cần phải sợ hãi như vậy, hoàng thượng nói thật hả, mạng người đối với trẫm không phải là cỏ rác, trẫm xem mạng người như sinh linh trân quý, cô nương không cần phải sợ trẫm chém đầu cô, làm nãy giờ ta tốn công lo lắng. Khắc quá, ta uống trà được không, cứ tự nhiên qua, trà ngon quá. Hoàng thượng rất biết hưởng thụ nha, đa tạ cô nương quá khen ý, quên mất hoàng thượng mời ta vào cung làm gì, nhị vương gia ngôn quốc có ý muốn ngỏ lời cầu hôn tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng, xin hỏi ý cô nương thế nào, bắt ta thành quân bài để liên kết hai nước, cô nương hãy hiểu, vì đất nước này, trẫm có thể làm bất cứ việc gì, ô, vậy nhị vương gia đó như thế nào, nghe nói là tướng lĩnh của quân đội ngôn quốc, văn võ song toàn, tướng mạo lại vô cùng thanh tú tự tiên nhân, tiên nhân. Có quan bung không vậy? Suy đi nghĩ lại, hắn là nhị vương gia, mà nhị vương gia hình như chức vụ cũng rất to nha hắn nhị vương gia đó giàu không hắn là đệ đệ của hoàng đế ngôn quốc dưới một người trên vạn người em hoàng đế hơn cả phụ thân của ta luôn đó nha nếu ta lấy hắn xem ra cũng không tồi sao bây giờ nhỉ nếu ta không lấy hắn thì có sao không có thể chiến tranh sẽ xảy ra sẽ có hàng ngàn người dân bá tánh vô tội phải chết chết, cô nương đứng yên nhìn người khác chết vì mình sao, ta, không có, ta bắt đầu đấu tranh tư tưởng, lấy tên nhị vương gia đó ta sẽ làm em dâu hoàng đế ngôn quốc, mà làm bà con với hoàng đế thì sẽ có cuộc sống vinh hoa phú quý. Ngược lại, nếu ta không lấy hắn thì ngỡ chiến tranh xảy ra, mọi người phải hy sinh, được rồi, lấy thì lấy. Ta cũng không có lỗ gì, hoàng thượng, ta đồng ý lấy nhị vương gia ngôn quốc. Chương 10 Nguồn mê truyện audio com Quốc hoa mộ lan thật sự ngạc nhiên trước sự thay đổi nhanh như trong chóng của nàng. Khi vừa mới bước vào, hắn đã thấy khuôn mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của nàng, rồi khi tới gần hắn, nàng không những không hành lễ với hắn mà còn hỏi ngược lại hắn là ai, sau khi biết được hắn là hoàng đế, nàng có đôi chút sợ sệt cuối người giả vờ ủy khuất mà xin tha tội, rồi khi biết hắn không giết người, nàng lại vô tư ngồi uống trà khuôn mặt nhỏ nhắn đầy biểu cảm của nàng khiến hắn không thể rời mắt được khi nàng đồng ý lấy thượng quan tán lý hắn lại thêm ngạc nhiên đồng thời lại cảm thấy có chút tiếc nuối ngạc nhiên là vì nàng hỏi thượng quan tán lý có giàu không chẳng lẽ nàng ham muốn vinh hoa phú quý trong khi phủ tể tướng cũng ngang ngửa phủ vương gia tiếc nuối là vì nàng đồng ý lấy thượng quan tán lý một cách nhanh chóng nếu được hắn muốn ở bên nàng thật lâu tại sao hắn không sớm biết tể tướng có người con gái khuynh quốc khuynh thành tính cách lại thú vị như nàng nếu biết có lẽ hắn đã ai đều là số phận tiểu la tử nô tài có mặt tìm sứ giả và nói rằng tứ tiểu thư của tể tướng nam phụng đã chấp nhận lời cầu hôn hẹn nhị vương gia một tháng nữa cử hành hôn lễ tại chu quốc mong sứ giả mau sắp xếp ta thật sự là đã ham vinh hoa phú quý tới hết thuốc chữa nữ nhân ngày xưa rất sợ bị ép hôn thậm chí còn tự vẫn có ai như ta không? Hoàng thượng chỉ nói có mấy câu mà ta đã đồng ý lấy tên đó không kịp suy nghĩ nhiều rồi. Mà thôi kệ đi, hy sinh tình yêu để được vinh hoa phú quý còn đỡ hơn vì ta mà nhiều người đi đầu thai. Chú thích. Nữ chính chỉ mới 18 nên tư tưởng còn thơ ngây vui vẻ, yên nhi, mọi việc sao rồi, mới đó mà đã ra tới đại sảnh, phụ thân ta đang đứng ngồi không yên, có thể thấy ông ta rất yêu thương thân xác này, Egypt, thật có lỗi, phụ thân, ta đã đồng ý lấy nhị vương gia ngôn quốc, cái gì? Hoàng thượng đã nói gì mà con đồng ý nhanh như vậy, Ô, phụ thân à, hoàng thượng nói nếu ta không lấy nhị vương gia ngôn quốc có khả năng chiến tranh sẽ xảy ra, mà như vậy sẽ có rất nhiều người phải chết. Ta không muốn vì một mình ta mà mọi người phải chết oan uổng như vậy, yên nhi, ta cúi đầu cố gắng nhéo đùi để nhỏ ra vài giọt nước mắt bị khuất, chỉ là đi lấy chồng thôi mà, hoàng thượng nói một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, thật sự không hối hận chứ yên nhi nếu con cảm thấy hối hận ta sẽ đi cầu xin hoàng thượng, bây giờ vẫn còn kịp ấy, phụ thân, ta đã quyết định như vậy bây giờ làm sao có thể nuốt lời. Vì lợi ích của quốc gia, ta sẵn sàng hy sinh, yên nhi, phụ thân thật có lỗi với con. Ta biết làm sao đây, ta chỉ cần phụ thân thành tâm chúc phúc cho ta nơi xứ lạ, như vậy là ta đã mãn nguyện rồi, thêm nhiều châu báo làm của hồi môn nữa, hắc hắc, được rồi, con về trước đi, ta có công việc, không về cùng con được ta sẽ chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ của con, sẽ làm cho con trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, lòng tốt của phụ thân, ta vô cùng cảm kích, nữ nhi xin phép về trước, ân, ta cúi đầu chào lễ phép rồi nhanh chóng đi ra xe ngựa về phủ. Mệt chết đi được, phải đánh một giấc lấy lại tinh thần thôi. Bảy ngày sau, tại ngôn quốc, vương gia, có thư, đưa cho ta. Ngươi ra ngoài đi, nhị đệ, có tin của sứ giả nói rằng tứ tiểu thư của tể tướng Nam Phụng đã nhận lời cầu hôn, hẹn một tháng nữa cử hành hôn lễ tại chu quốc để mau chóng lên đường sang chu quốc mọi việc ta đã sắp xếp chu toàn hừ quả nhiên hoàng thượng đã có tính toán từ trước hắn từ khi nào trở thành con rối trong tay hoàng thượng rồi hắn cứ tưởng nữ nhân kia sẽ từ chối nào ngờ thành thân ư được thôi hắn vì đất nước mà làm vật hy sinh nữ nhân kia sẽ làm vật hy sinh của hắn nàng ta sẽ phải chết vương gia thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ tốt mau nói, Nam Ngự Yên Yên là con rơi của tể tướng Nam Phụng, mẫu thân của nàng qua đời lúc 2 tuổi nên Nam Phụng đưa nàng về phủ tể tướng để nuôi dưỡng. Thân thể của nàng từ nhỏ đã rất yếu ớt nên thường xuyên mang bệnh, lại sống cách biệt không dám ra ngoài. Tháng trước nghe nói bị xô ngã xuống hồ suýt tử nạn, khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa, tiếp tục điều tra cho ta, thuộc hạ đã biết. Yếu ớt. Như vậy càng tốt, hắn sẽ mượn cơ hội giết nàng rồi nói rằng nàng mang bạo bệnh mà qua đời nữ nhân đối với hắn không quan trọng tình yêu lại càng không tác giả đến lúc biết yêu rồi thì cho nhà ngươi chết hé hé đối với hắn đất nước mới là tất cả vì đất nước hắn sẵn sàng hy sinh tình yêu